Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Nắng mùa này á mà làm khô thì còn gì bằng. Tranh thủ lúc trời còn nắng gắt nên Mai cũng làm tôm dĩa một nắng để dành ăn. Đồng thời á, Mai cũng chia sẻ đến anh chị em mình cách làm đơn giản nhất. Tôm vừa có độ dẻo, màu sắc thì bắt mắt. Thịt tôm vẫn giữ được độ ngọt, dai, hương vị cực kỳ thơm ngon. Món ăn lạ miệng, rất phù hợp với mọi lứa tuổi. Món này á mà để nhâm nhi hay là đãi khách thì còn gì bằng. Và cách làm như thế nào thì Mai mời cả nhà mình cùng vào bếp thực hiện với Mai nha. Và để thành phẩm được ngon hơn thì chúng ta nên chọn mua tôm còn tươi sống thì thịt sẽ thơm hơn. Ở đây á, Mai mua tôm loại khoảng 30 con 1 kg thì vừa ăn, không quá to cũng không quá nhỏ. Còn nếu như mà anh chị thích ăn loại to hơn thì mình chọn size to hơn tùy thích ha. Gia vị thì ở đây Mai dùng 1 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 5 tép tỏi to, 1 ít ớt. Vì nhà Mai có trẻ em nên Mai sẽ lấy bớt hột ra cho bớt cay. Còn nhà mình thích ăn cay nhiều thì để nguyên hột ha. Tỏi ớt thì bây giờ Mai sẽ dùng dụng cụ xay nhỏ ra, hoặc là mình dùng dao băm nhỏ cũng được. Rồi bây giờ thì Mai sẽ cho gia vị vào đây luôn. Mai sẽ cho đường vào nè, nước mắm, muối. Rồi mình trộn đều lên. Mình trộn cho phần hỗn hợp gia vị á sền sệt như vậy. Sau đó thì sẽ để qua một bên. Chút nữa mình sẽ ướp tôm. Rồi bây giờ Mai sẽ tiến hành bóc vỏ tôm. Trước khi bóc vỏ tôm thì Mai sẽ dùng cây tăm. Mình lấy chỉ lưng ra như vậy nè. Thì chút nữa khi mà cắt tôm á, sẽ sạch hơn và dễ hơn. Và để bóc vỏ tôm được dễ hơn thì khi mua về mình để vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút để cho tôm co lại. Rồi sau đó bóc vỏ sẽ dễ hơn rất là nhiều. Khi bóc vỏ thì mình sẽ giữ lại một đoạn cuối ở dưới đuôi như vậy nè, thì nhìn con tôm á sẽ đẹp mắt hơn. Tôm sau khi đã bóc vỏ xong thì còn cỡ này nè. Mai thấy tôm cỡ này á, ăn là vừa ngon, không quá to cũng không quá nhỏ. Rồi tiếp theo Mai sẽ dùng dao cắt đôi tôm ra. Mình cắt dọc từ trên sống lưng xuống ha. Mình đừng có cắt đứt nha. Rồi sau đó thì Mai sẽ lấy phần chỉ ở dưới bụng ra luôn. Rồi mình dùng dao đập dẹp dẹp để tôm được mềm hơn. Và đồng thời á, giữ được hình dáng tôm không có bị cong. Khi chẻ đôi tôm xong á, thì phần sống lưng này còn dính lại một ít dơ của chỉ lưng. Thì bây giờ mình rửa lại nước cho sạch ha. Sau khi rửa xong thì mình sẽ để ra rổ cho ráo bớt nước, hoặc là mình dùng khăn giấy thấm cho khô nha. Rồi bây giờ Mai sẽ tiến hành tẩm ướp gia vị. Mai cho tất cả hỗn hợp gia vị lúc nãy đã pha vào. Và sau đó thì mình sẽ nhẹ nhàng trộn đều lên. Sẵn ở nhà đang có ớt sa tế, Mai cho thêm vào một tí để được dậy mùi thơm.
Bước này có cũng được, không có cũng không có sao nha. Anh chị làm theo công thức như Mai pha lúc nãy là được rồi. Trộn đều xong á, thì mình sẽ để ở đây 30 phút để tôm được thấm gia vị. Tôm ướp được 30 phút rồi, thì bây giờ Mai sẽ xếp tôm ra sỉa để phơi. Nếu nhà mình không có sỉa thì anh chị dùng rổ hay là mâm gì cũng được ha. Xếp tôm ra sỉa xong thì bây giờ Mai sẽ đem ra ngoài nắng để phơi. Nắng tốt nhất để phơi tôm là mình phải chọn ngày nắng thật là gắt và thời gian phơi tôm tầm khoảng 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều là tốt nhất ha. Trong lúc phơi tôm tầm khoảng 3 tiếng, mình kiểm tra thấy tôm đã se mặt, đã ráo rồi á, thì lúc này mình sẽ trở tôm lại, phơi thêm khoảng 2 tiếng nữa là được nha. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều rồi, nắng đã giảm xuống. Đây anh chị xem nè, tôm phơi được một nắng đã se ráo các mặt, vừa dẻo vừa thơm. Nếu ngày anh chị phơi nắng yếu, không có đủ khô tôm á, thì hôm sau mình phơi thêm một nắng nữa nha. Để tôm một nắng được ngon, thì ngày phơi tôm chúng ta phải chọn nắng thật gắt. Như vậy á, sẽ đỡ mất thời gian và màu tôm cũng sẽ đẹp, hương vị thơm ngon hơn. Tôm này để ăn được ngon hơn thì khi ăn mình đem đi nướng hoặc là chiên sơ là ăn cực kỳ bắt luôn. Lưu ý là mình chiên hay là nướng lâu quá sẽ làm tôm bị cứng, vì vậy mình chỉ cần chế biến sơ sơ thôi ha. Sau khi phơi xong thì mình cho vào túi zip, khóa chặt miệng túi lại hoặc là để trong hũ đậy kín nắp lại, rồi mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần nha. Rồi vậy là Mai đã chia sẻ xong cách làm tôm dẻo một nắng rất là đơn giản rồi nè. Và anh chị nào có nhu cầu kinh doanh thì mình tham khảo cách này cũng được nha. Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công. Và nếu như anh chị thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.